Chào các bạn, trong chủ đề này là tôi nói về chuyện phiếm về lĩnh vực phong thủy thôi. Thông thường thì khi làm hồ sơ cho khách hàng, ít khi tôi đúng không nói ít khi mà đúng ra là tôi chưa đặt ra cái giới hạn là sửa hồ sơ. Sửa hồ sơ có nghĩa là thế nào? Ví dụ là tôi đã tư vấn phong thủy như thế này rồi, nhưng mà sau khi khách hàng lấy cái bản hồ sơ phong thủy gửi cho bên kiến trúc thì bên kiến trúc cũng có sửa theo. Tất nhiên là để sửa được đạt theo cái hoàn toàn như phong thủy không không hề hóa giải thì là một điều cực kỳ khó. Chính vì vậy tôi vẫn vẫn nói là bên kiến trúc cố gắng bố trí làm sao cho ví dụ những cái vị trí như giường ngủ hay là phòng thờ vào cũng tốt, vệ sinh vào cũng xấu. Còn trong trường hợp họ không bố trí được, tại vì còn do vấn đề công năng này, do khu đất này, rồi do sở thích của chủ nhà này, nói chung còn nhiều yếu tố, thì khi không đạt được yêu cầu của phong thủy thì vẫn có phương pháp hóa giải, và khi hóa giải thì vẫn đạt được yêu cầu về khí, thì bản chất của phong thủy là về khí mà. Có thể là do có những cái bố trí nó chưa đạt yêu cầu thì có thể dùng khí, linh khí để hóa giải, để đảm bảo rằng ngôi nhà vẫn có trường khí ổn định và vẫn đạt yêu cầu về phong thủy. Tuy nhiên thì có những khách hàng thì người ta cầu kỳ tỉ mẩn và người ta muốn toàn bộ ngôi nhà là không có hóa giải. Đấy là một điều khá khó cho những người làm thiết kế kiến trúc, và bản thân cũng rất khó cho người làm phong thủy. Tôi đang gặp phải một số cái hồ sơ mà khách hàng sửa đến 5-6 lần rồi. Tức là thực ra cái bản vẽ yêu cầu phong thủy thì cũng cũng tốt, cũng xấu, cũng tốt, cũng tốt, nó cũng xấu, cũng tốt, nó chỉ có 8-9 cung đấy thôi. Bát Trạch thì 8 cung hay là Huyền Không có 9 cung thì cũng chỉ chia được như thế thôi. Và bên kiến trúc sẽ sắp xếp bố trí làm sao cho phù hợp. Tuy nhiên là trong cái quá trình làm thì có thể là nhu cầu phát sinh này rồi các vấn đề khác. Bên kiến trúc sửa lại hồ sơ xong lại gửi lại cho mình hỏi xem đạt yêu cầu chưa, thì tất nhiên là mình vẫn áp vào cái bản các cung tốt sau đấy, thì nhìn thấy nó chỗ nào không đạt thì mình vẫn bảo không đạt, và sau đấy thì bên kiến trúc người ta với chủ nhà lại sửa đi sửa lại, sửa tái sửa lui và cứ gửi lại nó vẫn không đạt. Có một vấn đề tôi cũng không biết là bên kiến trúc người ta có nhìn cái cung tốt xấu của mình hay không, nếu mà nhìn thì không đến nỗi như thế, nhưng mà có lẽ người ta không nhìn. Đây không phải là bức xúc mà thực ra là nhiều khi là mình làm xong rồi cuối cùng mình lại đi làm lại, nên là nó cũng khá mệt. Và tôi cũng nói vui là cái chủ đề khi thầy phong thủy chán quá thầy làm gì, vì gần Tết rồi, tự nhiên tôi có việc thì cũng tốt, nhưng tự nhiên mình nhận được một lô hồ sơ, toàn hồ sơ làm lại thôi. Hồ sơ của khách hàng tư nhân cũng có hồ sơ làm lại này, mà cũng sửa đến 4-5 lần rồi. Đến lúc lần trước tôi chán quá, tôi đã ghi chữ final vào đấy, tiếng Anh là gì đấy tôi chả biết, phát âm lần cuối, tôi ghi lần cuối vào rồi vẫn sửa tiếp đấy. Xong lại một khách hàng, một tập đoàn cũng gửi hai cái hồ sơ cũng phải sửa, toàn hồ sơ sửa, tức là hồ sơ mới thì cũng có, nhưng mà hồ sơ sửa thì nhiều. Rồi bầu cử, như các bạn biết vừa rồi là bầu cử ở nước ngoài, thì bầu cử xong thì người ta lại gửi lại cái hồ sơ cũng lại phải sửa. Nói chung là tôi cũng chưa xem, tôi thấy hồ sơ đấy là hồ sơ khủng nhất nên tôi sợ rồi, còn chưa dám mở ra, chưa dám mở file ra xem, vì xem những cái hồ sơ từ sáng giờ tôi mới giải quyết xong được 3 bộ hồ sơ của cá nhân trước đấy, tôi ưu tiên cá nhân trước, xong còn hồ sơ của tập đoàn, một hồ sơ tập đoàn thì sợ quá tôi cũng chưa mở đấy. Bây giờ tôi tâm sự với các bạn xong là tôi phải mở cái hồ sơ của tập đoàn ra tôi sửa đấy, rồi sau đấy còn cái hồ sơ của đại sứ quán nữa. Sợ hồ sơ đấy, sợ quá tôi còn chưa dám mở, vì biết là mở ra là mất rất nhiều thời gian nên là sợ 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 không dám mở email. Tôi
phải đi làm cốc cà phê trứng để lấy lại tinh thần. Cà phê trứng không biết các bạn có để ý và đã nghe đến chưa? Cà phê trứng xuất xứ từ giàng cà phê ở phố gì đấy, Vũ Huân. Khi cho lòng đỏ trứng vào đánh với cà phê và trở thành một món nổi tiếng. Tuy nhiên là khi tôi đến giảng cà phê để thử thì thực sự là không ngon, không ngon như tin đồn. Sau đấy tôi cũng đã đi tìm học một vài nơi về cách làm cà phê trứng, thì về cơ bản là cũng thấy tạm chấp nhận được. Sau đấy thì khi vào Đà Lạt, khi vào Đà Lạt thì tôi cũng gặp một đi thử mấy nơi làm cà phê trứng nhưng mà cũng không đạt yêu cầu. Thậm chí có những cửa hàng khoe là chuyên làm cà phê trứng Hà Nội, Đà Lạt cũng không đạt. Và thế là một lần tình cờ khi tôi vào trong Đắk Lắk thì tôi đến một quán tôi không nhớ tên. Thì vì mình đã thử khá nhiều nơi và cũng chán không muốn thử nữa, nhưng mà vợ tôi thì vẫn tiếp tục gọi món cà phê trứng. Thì đúng là không ngờ cái món ở cái quán đấy người ta làm khá đặc biệt, đánh cũng lâu hơn thường lệ so với những cái công thức và những cái cách làm ở những quán khác. Thường người ta chỉ làm khoảng 4-5 phút thôi. Ở cái quán cà phê mà tôi gặp ở Đắk Lắk là người ta làm 10-12 phút khoảng đấy. Và họ cũng có một cái máy khá đặc biệt mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra. Cái máy đánh trứng mà cái thành bên ngoài là bằng thủy tinh trong luôn, tức là mình nhìn được luôn toàn bộ cái quá trình đánh cà phê, đánh trứng, khá là hay. Đây là cốc cà phê trứng. Để làm cà phê trứng thì đầu tiên là ta phải lấy lòng đỏ trứng thôi. Lòng đỏ trứng. Và sau đấy một số các cái thành phần bổ sung cho nó ngon hơn. Thêm sữa, thêm đường, các thể loại. Nói chung là nó là do công thức của mỗi nơi chế biến một khác. Sau đấy thì đánh lên thôi. Đấy các bạn sẽ thấy là tôi sẽ cho nguyên liệu vào tôi đánh. Vì không có ai quay hộ nên là tôi đang quay cận cảnh. Thông thường thì ở một số nơi là người ta cho cà phê trứng, cho trứng đánh lên và cà phê riêng ra để cho khách hàng tự trộn, nhưng mà như tôi làm thì tôi sẽ trộn luôn vào uống ngon hơn, vì máy đánh bao giờ cũng sẽ tốt hơn so với mình quấy bằng tay. Thông thường uống cà phê là người ta phải cho cà phê trứng, người ta cho vào cái cốc dày như thế này, cốc hai lớp để nó giữ nhiệt. Cà phê sẽ cho cà phê nóng vào đánh với trứng này, nó sẽ uống lúc nóng nó sẽ ngon. Đấy, không biết chắc thầy phong thủy hoặc là bình thường các bạn khi có nhiều việc quá các bạn đi làm gì để lấy tinh thần rồi ngồi làm tiếp. Tôi cả ngày ngồi làm mấy bộ hồ sơ sợ quá.
bây giờ là nhìn những cái bộ hồ sơ mà người ta sửa mà lại còn bảo là sửa nhiều lắm, sửa nhiều lắm, đấy nên là mình nghe mình đã thấy sợ. Thực ra là khi làm hồ sơ, bao giờ một cái bộ hồ sơ mới ấy, tâm lý chúng ta sẽ háo hức hơn, làm nó sẽ nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn, nhưng mà với cái bộ hồ sơ làm lại nhiều lúc cũng rất ngại. Thậm chí là như vừa rồi có tập đoàn là tôi phải sửa luôn cả vận, sửa từ vận 8 sang vận 9, vì hồ sơ làm cách đây 3-4 năm rồi, cứ thỉnh thoảng họ lại sửa một ít. Trong quá trình xây dựng nó cứ vừa làm vừa sửa, vừa làm vừa sửa, năm nào cũng sửa một vài lần, và đến bây giờ thì cũng vẫn sửa, tức là xây chưa xong phần thô đâu nhưng mà vẫn sửa kiến trúc. Sửa nhiều quá nên là tôi thấy là cái tình hình là mình xoay sang vận 9 là nó quá hợp lý, vì là vì người ta vẫn sửa mà, tức là mình có chuyển sang cái tư vấn sang vận 9 thì thực ra những cái bố trí người ta vẫn sửa, vẫn sửa tiếp, nên là thực ra chỉ mất công của mình thôi, tức là mình tư vấn xong xong người ta làm, người ta làm khi người ta không để ý, có lẽ là không để ý người ta sửa kiến trúc không để ý nên là gửi lại một cái bản mà có lẽ là bạn vẫn phải áp tinh bản, tức là cái sơ đồ sao của phong thủy, và bạn vẫn phải áp vào như mới và ngồi xem lại từ đầu, nói chung là gần như xem lại từ đầu. Nhưng là có những cái dự án thì thường bạn xem một lần là xong, nếu mà người ta chấp nhận phương án hóa giải và chốt được luôn phương án kiến trúc thì một lần là xong. Nhưng mà có những cái dự án thì rất là nhiều, tức là bạn sửa rất là nhiều, có thể là chủ đầu tư người ta sửa, hoặc là nói chung nhiều yếu tố. Và đấy, sau khi tôi uống hết cốc cà phê trứng này là tôi sẽ quay trở lại tiếp tục làm hồ sơ cho đến tối. Định làm thêm một vài clip cho các bạn, nhưng mà chắc hồ sơ nhiều quá nên là cũng sẽ phải lùi lại vài hôm nữa. Thì sau cái clip này tôi vào tôi đăng cái clip lên cho các bạn xem, thấy tình hình của tôi không, thấy bật hơi âm tín nhiều quá thì sau đấy thì lại phải ngồi làm hồ sơ tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.